quấn rắn lên cổ. Ngày xưa, ở xứ nọ, có một chàng mồ côi tên là Cô Dắt. Chàng vừa khỏe mạnh, vừa dũng mãnh, lại rất thích đi chu du thiên hạ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, chàng được rất nhiều người yêu mến. Tuy trẻ tuổi, nhưng tiếng tăm của chàng đã được đồn xa. Cô Dắt thường cưỡi ngựa đi đây đi đó, bất cứ ở đâu có người cần giúp đỡ, chàng luôn rất sẵn lòng. Cứu tôi với! Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi với! Nghe thấy tiếng kêu cứu, cô Dắt hốt hoảng tìm kiếm xung quanh xem ai là người đang gặp nguy hiểm. Nhưng không, tất cả những gì diễn ra trước mắt khiến cho cô Dắt cảm thấy rất sững sờ. Trời ơi, một con rắn khổng lồ biết nói ư? Nhưng làm sao mà nó lại bị trói vào thân cây thế này? Không được, mình phải cứu nó thôi, lửa sẽ thiêu rụi nó mất. Cô Dắt lập tức tìm cách cứu con rắn thoát khỏi đám cháy. Nhưng có một hồ nước gần đó, anh đã làm ướt chiếc áo của mình để trùm lên chui vào trong đám lửa đang bốc cháy bùng bùng. Cô Dắt không màng đến hiểm nguy. Tốt rồi, mình cũng sao rồi, mau đi đi. Em không phải là con rắn bình thường. Nếu như chàng đã hào hiệp cứu em một lần, thì hãy làm phước cứu em thêm lần nữa đi. Cứu ngươi lần nữa ư? Ý ngươi là sao? Ta có thể giúp cho ngươi thêm điều gì nữa? Chàng hãy mang em trên cổ và đi tìm lâu đài thiết ở phía bắc. Đến đó rồi, xin chàng ở lại trong lâu đài 3 năm mà không được rời khỏi cửa. Em chỉ có thể nói được đến đó mà thôi. Chàng hãy cứu em đi mà. Ơ trời ạ, à, người nói như vậy thì ta chẳng hiểu gì hết. Ta biết phải giúp người ra sao đây. Nhưng xem ra ta với ngươi cũng có duyên. Thôi được rồi, ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi. Đến lúc đó ta hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với ngươi. Nhưng chỉ 3 năm thôi nha. Hết 3 năm ta sẽ rời đi. Mặc dù chưa hiểu hết về những gì sẽ xảy đến với con rắn, nhưng biết đó là một việc làm rất tốt cho nó, cô Dắt đã đồng ý giúp đỡ. Ngay lập tức, anh để rắn quấn lên cổ, rồi cùng nhau tiến về lâu đài thiết ở phía bắc. Kìa rồi, hình như đó chính là lâu đài. Cuối cùng thì chúng ta cũng tới nơi rồi. Chỉ cần leo lên đỉnh núi kia là ta đã đến được lâu đài bằng thiết rồi. Lâu đài nằm trên một ngọn núi rất cao, cô Dắt phải leo lên rất vất vả. Đã vậy, chàng còn phải mang theo cả một con rắn nặng trên cổ, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể lên tới nơi. Đến nơi rồi. Chà, mệt thật đấy. Nhưng đổi lại, không khí trên này thật là trong lành. Giờ thì ngươi đã được trở về với lâu đài của mình rồi đó. Chàng hãy đi vào trong đi. Và nhớ ở nguyên trong lâu đài này trong vòng 3 năm không được đi đâu nha. Xin hãy nghe lời thiếp, có như vậy mọi thứ mới tốt đẹp được. Ta còn có nhiều điều muốn hỏi cơ mà. Sao bỗng dưng đã đóng cửa lại rồi? Nơi này thật là rộng lớn. Có ai ở đây không? Như tòa lâu đài này bị bỏ hoang, thật sự ta sẽ phải ở lại đây trong vòng 3 năm sau rắn. Con rắn đã mất rồi. Ta không ngại sống trong tòa lâu đài này, nhưng nếu không được ra ngoài, ta biết kiếm gì ăn để sống qua ngày đây. Đồ ăn ở đâu ra thế này? Vậy là mình không phải lo không có cái ăn rồi. Nơi đây đúng là kỳ quái. Và cả con rắn kia nữa. Thôi kệ, dù sao mình đã hứa giúp nó rồi, vậy thì mình sẽ ở đây đúng 3 năm vậy. Ai? Chàng dậy rồi à? Chàng trai tốt bụng. Nàng là... Em chính là công chúa con vua Roma, bị rắn cô say ép cưới làm vợ. Nhưng em không chịu, nên đã bị hắn nhốt trong rừng và định thiêu chết em. Chàng đã liều mạng cứu em, nhưng em vẫn bị hắn nguyền rủa biến thành rắn. Chỉ khi có một chàng trai tốt bụng đưa em về lâu đài thiết này và ở lại đây trong vòng 3 năm thì lời nguyền mới được hóa giải. Thì ra là vậy. Nàng chính là con rắn mà ta đã đưa về đây sao? Dạ vâng. Giờ thì chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, bởi một canh giờ sau, khi lời nguyện được phá giải, rắn cô say sẽ bị tiêu diệt, tòa lâu đài này cũng bị phá hủy theo đó. Vậy chúng ta đi thôi. Lâu đài này biến mất, chỉ còn lại chiếc hòm này. Không biết cái hộp này có tác dụng gì không?
À, đúng rồi, đây chính là cái hòm mà em đã dùng để biến ra thức ăn cho chàng khi chàng ở trong tòa lâu đài đó. Nó là báu vật của cô Say. Không ngờ tòa lâu đài bị phá hủy mà nó vẫn còn. Vậy sao? Làm cách nào để sử dụng nó đây? Chàng khẽ gõ nhẹ vào chiếc hòm 3 cái rồi nói: hãy biến ra thức ăn thử xem. Hãy biến ra thức ăn. Tuyệt quá, có cái hòm này trong tay, chúng ta khỏi phải lo kiếm ăn dọc đường rồi. Ta còn đang lo trên đường đưa nàng về cung, không biết lấy gì sống qua ngày đây. Chàng sẽ đưa thiếp trở về hoàng cung sao? Ừ, đương nhiên rồi. Ta đã chấp nhận giúp nàng thì phải giúp đến cùng chứ. Chúng ta vào lên đường thôi. Dạ vâng. Nàng chỉ cần qua cánh trường này là nàng được trở về nhà rồi đó. Em cảm ơn chàng. Chàng đúng là một người tốt. Sứ mệnh của ta sinh ra là để giúp đỡ người khác mà. Nàng đừng nói như thế. Này chàng trai, đã mấy ngày nay lão không có gì bỏ bụng rồi. Anh có gì ăn không? Cho lão xin một ít với. Cụ tìm đúng người rồi đấy. Cụ lại đây, cháu sẽ thiết đãi cụ một bữa thật linh đình luôn. Hãy biến ra thức ăn. Tất cả là của ta ư? Vâng, cụ muốn ăn bao nhiêu cũng được ạ. Lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tất cả là nhờ chiếc hòm thần kỳ này. Ta rất thích chiếc hòm này. Cậu có bằng lòng đổi chiếc hòm lấy thanh gươm này của ta không? Nó cũng không phải là một thanh gươm bình thường đâu. Thanh gươm của cụ thì có phép gì ạ? Đây là thanh gươm tự chặt. Chỉ cần khua nó lên là nó sẽ tự chặt tất cả. Người nhìn nha. Hỡi gươm thần, hãy chặt cho ta cánh rừng kia. Wow, quả là một thanh gươm quý. Chỉ cần ngươi chém ngược lại là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Được, vậy lão hãy đổi nó cho cháu đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại náo loạn thế? Quân địch đang bao vây và đánh vào kinh thành. Quân triều đình thất thủ rồi, mau chạy đi không mất mạng đó. Nếu thế thì ta càng phải xông lên mới được. Nàng hãy bám chặt vào ta nha. Dạ. Khởi gươm thần, hãy chém hết lũ giặc cho ta. Nhờ có gươm thần mà cô giắc đã quét sạch lũ giặc xâm lược, trả lại hòa bình cho đất nước. Vua Roma vô cùng mừng rỡ, đích thân ra đón chàng. Cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của chàng cùng công lớn cứu được công chúa khỏi tay yêu quái, nhà vua đã gả công chúa cho chàng. Lễ cưới được diễn ra vô cùng long trọng trước sự chứng kiến của dân chúng cả nước. Từ đó, hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!